Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn trong ngày hôm nay. Sau một thời gian mà chúng ta ít gặp nhau, thì hôm nay TA Channel sẽ giới thiệu với các bạn cùng khám phá một làng nghề truyền thống tại thôn Bao La, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngôi làng nổi tiếng bởi những sản phẩm đan lát mây tre. Và bây giờ mời các bạn chúng ta hãy cùng nhau khám phá ngôi làng này. Mời các bạn. Nằm cách thành phố Huế 15 km về phía bắc, đoạn trung lưu bờ bắc con sông Bồ, làng Bao La thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền là một làng nghề đan lát truyền thống nổi tiếng. Làng nghề được hình thành từ xa xưa, các thời chúa Nguyễn. Các sản phẩm của làng Bao La tạo ra đều làm từ vật liệu tre và mây. Mỗi sản phẩm mây tre đan là một tác phẩm nghệ thuật đòi hỏi kỹ thuật tinh xảo, sự tỉ mỉ, công phu của những bàn tay tài hoa khéo léo để cho ra một sản phẩm phải trải qua nhiều bước, từ khâu chọn nguyên liệu, xử lý mối mọt đến chế tác sản phẩm. Chính nhờ những bàn tay khéo léo, sáng tạo, chế tác ra những sản phẩm chất lượng, đẹp mắt, sản phẩm của làng nghề đan lát Bao La ngày càng khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Bên cạnh những sản phẩm với các loại vật dụng gần gũi trong gia đình như thúng mùng, rổ giá, dần sàng, nong nia, lòng bàn, làng nghề đan lát Bao La cũng đã sáng tạo thêm nhiều sản phẩm thủ công chất lượng cao như mô hình cầu ngói thân toàn, tháp linh mụ, cầu trường tiền, các loại đèn treo trang trí. Sản phẩm của mây tre đan hôm nay không còn là hàng mây tre đan với nghĩa thông thường nữa, mà là những tác phẩm nghệ thuật, giá trị văn hóa kết tinh ở trong đó. Với bàn tay khéo léo và tài tình, sự cần cù, sáng tạo trong lao động, những nghệ nhân và thợ thủ công trong làng đã tạo ra những sản phẩm tinh tế, thẩm mỹ. Thành công của làng nghề đến từ sự kết hợp của hai yếu tố, đó là sự thích ứng với xu thế phát triển của thời đại, nhưng vẫn coi trọng những giá trị truyền thống. Một ngày là mình đan kiểu này được bao nhiêu cái đấy? Hay là đây là chỉ bộ phận chỉ có nấc vậy thôi ạ? Không, nấc, không đan. Là khác nhau, mỗi người làm một việc, đó là rất chuyên nghiệp. Nó cũng thua gì máy đâu, máy cũng từ cái này xong qua dây chuyền khác mà. Thank you.
Rất vui vì đã được đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào.